Vâng, chào cả nhà. Nhà em lại về Morning Thần Thánh bản SI 2016 màu đỏ. Xe thì thôi hình ảnh thanh lời muốn nói thôi ạ. Không có gì phải nghĩ về cái chất lượng xe cả. Bất kỳ xe nào bên em bán ra thì em đều cam kết cho mọi người là không đâm đụng, không ngập nước nhé mọi người nhé. Máy móc nguyên bản. Thế cho nên là em quay nhanh cái phần ngoại thất và nội thất xe cho mọi người thôi. Mời mọi người xem trực tiếp xe thì đến cửa hàng bên em số 79 Hoàng Hùng để xem xe cụ thể nhé. Tất cả các xe chúng em bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Đây, đây là chiếc Kia Morning SI 2016 màu đỏ. Đồng sơn rất là cứng và mới. Rồi. Để em quay nội thất cho mọi người. Đây, nội thất đây. Với những loại này thì không cần phải giới thiệu nhiều. Mọi người nhìn chất xe là biết rồi. Cái nhìn chất xe. Về độ lành của cái loại này thì cũng không phải nghĩ thôi. Đấy. Xe này trang bị màn hình số tự động 6 cấp. À quên, 4 cấp. Điều hòa tự động. Đã bọc trần ni lông. Nội thất da. Đấy. Gập gương, chỉnh gương, thứ trên xe hết. Tất cả đều nguyên bản. À, hàng ghế sau đây. Ghế này ghế chính hãng rồi. À, em quay lại phần táp lô cho mọi người xem. Vô lăng này. Táp lô. Đấy. Màn hình cần số các thứ này. Không có gì phải nghĩ cả. Với những chiếc Morning Thần Thánh này thì chỉ có bàn về giá thôi. Còn về độ lành của xe này, độ chất của xe thì không phải nghĩ. Xe sản xuất 2016 Kia Morning SI số tự động đời 2016. Đây là phần động cơ. Mới. Ốc ác nguyên bản hết. Chưa động chạm bất kỳ con ốc nào cả. Xe đảm bảo cho mọi người là không đâm đụng, không ngập nước nhé. Máy móc nguyên bản. Zin từng con ốc. Các bác mà biết về xe thì nhìn đây là biết độ chất của xe rồi. Không cần phải trình bày nhiều. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhé. Mời mọi người đến cửa hàng bên em số 79 Hoàng Hùng xem xe trực tiếp. Những người mà thích xem những cái xe mà mộc mà chưa qua rửa dọn gì thì mời các bác đăng ký xe kênh xe bên em nhé. Sau đó nhấn vào cái biểu tượng cái chuông thì nó bên em sẽ về xe nào bọn em quay lên cái là sẽ tự gửi tin nhắn cho mọi người. Để mọi người tìm cho mình cái xe hợp ý mình nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.